Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Hiền Zit Kobozi. Nay Hiền sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn món bún riêu ốc. Đây là ốc. Ốc này. Ốc sốt cà chua với thịt. Đây là thịt bằm, thịt heo bằm. Rau thơm. Thơm lắm. Đây là trứng vịt hai trái. Sốt. Mời quý vị cùng trải nghiệm Hiền Ít Cô gì. Ốc các bạn ngon như chưa bao giờ được ăn ngon như vậy đó.
Video của Hiền Discovery đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn quý vị và các bạn vào những video lần sau. Xin mến chào và hẹn gặp lại.